Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 Nam Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, giàu như vũ bão. Vâng, xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thêm mặt cho những người thực hiện chương trình thì mến chúc quý vị và các bạn có nhiều sự may mắn thành công cho cuộc sống, gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, tử vi học có nói mỗi người sinh ra thì đều mang cho mình số mệnh giàu nghèo khác nhau và không phải ai sinh ra cũng được may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được thành công, họ phải đối đầu với rất nhiều những khó khăn và trắc trở mới tìm được thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi một năm trôi qua thì ai trong số chúng ta cũng mong năm mới mình sẽ gặp được nhiều những may mắn. Trong năm 2022 Nhâm Dần thì quý anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 Nam Mạng được ông trời ban nhiều phúc đức, không những may mắn mà tài lộc cũng dồi dào. Đặc biệt là nửa đầu năm 2022 Nhâm Dần thì quý anh chị tuổi Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cơ hội làm giàu có 102. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý trong năm 2022 sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, giúp cho cuộc sống của họ bước sang trang mới. Phần luận giải lá số tử vi ngày hôm nay của Phong thủy Gia Cát thì được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, qua việc xem lá số tử vi cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 Nam Mạng thì sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được toàn bộ vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp cũng như là phần tình duyên gia đạo của mình. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 Nam Mạng. Năm nay Nhâm Tý Nam mệnh, không phạm Thái Tuế, tuy nhiên tuổi này sẽ bị tấn công bởi hung tinh Thiên Cầu. Tử vi năm 2022, Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 Nam Mạng. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 Nam Mạng, 50 tuổi, có vận trình tổng thể không được khả quan. Mọi mặt sa sút so với năm cũ, chủ yếu là do ảnh hưởng của các hung tinh. Năm nay Nhâm Tý Nam mệnh, không phạm Thái Tuế, tuy nhiên tuổi này sẽ bị tấn công bởi các hung tinh Thiên Cầu và Điếu Khách. Tài vận sức khỏe không như ý. Về sự nghiệp, dù có sự hộ mệnh của sao may mắn bát tọa, nhưng vận trình sự nghiệp của người tuổi Chuột vẫn không trong tình trạng đứng ngồi không yên. Về phần tình cảm giữa người tuổi Tý và người bạn đời khá ổn định, vợ chồng sống rất tình cảm, gia đạo thuận hòa, gia đình sẽ không có xáo trộn lớn. Vậy nên những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 Nam Mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để được quý thần tương trợ, giúp cho vận trình sự nghiệp trong năm 2022 Nhâm Dần được may mắn thành công. Thái Tuế là đấng tối đẳng thượng thần, năm 2022 Nhâm Dần do Hạ Ngạc Đại Tướng Quân cai quản. Mang theo kim bài Thái Tuế bên mình để tỏ lòng thành kính trọng đối với ngài để được tương trợ trong năm 2022 Nhâm Dần. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Năm 2022 tới đây, dưới sự tấn công của sao hung tinh Thiên Cầu, vận may sự nghiệp của một số người tuổi Tý có thể bị ảnh hưởng trong năm nay. Nhưng may mắn thay, được sự phù hộ của sao may mắn bát tọa cho nên không có gì biến động lớn. Nam Nhâm Tý năm nay đã 50 tuổi, là cây cổ thụ ở cơ quan làm việc, kinh nghiệm làm việc dày dạn, vững chắc. Nếu có sai sót trong sự nghiệp thì ảnh hưởng cũng không có gì đặc biệt. Sự kiện lớn nhất là vận may công việc của bạn trong năm nay có thể cải thiện đôi chút, hầu hết đều không có tiến triển gì. Ngoài ra, các bạn nam Nhâm Tý đang theo đuổi công việc trong ngành nghệ thuật hoặc làm người của công chúng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện và thi triển năng lực của bản thân. Tài lộc đánh giá 4 sao. Trong năm Nhâm Dần 2022, vận trình tài lộc của người tuổi Tý có thể sẽ tương đối sa sút. Dưới sự tấn công của sao hung tinh, tài vận của người tuổi Tý giảm mạnh, không chỉ phần dương khí của họ bị ảnh hưởng mà quỹ tiết kiệm và lương hưu của bản thân trong nhiều năm cũng bị lung lay. Trong năm, báo hiệu có sự cạnh tranh gay gắt, kinh doanh, đầu tư ngày càng khó khăn. Tuy nhiên việc gì cũng có cách giải quyết, quan trọng là nam tuổi Tý giữ được sự tỉnh táo, ắt sẽ tìm ra cách ứng phó. Vì vậy, người tuổi Tý cần phải quan tâm nhiều hơn đến túi tiền của bản thân trong năm nay, đưa ra những chuyển biến tích cực phù hợp để tránh bị tổn thất nghiêm trọng do tài lộc sa sút nghiêm trọng. Trong thời gian này, để cho vận trình công việc và tài lộc được hanh thông may mắn, đồng thời để khai mở cung tài lộc cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972,
quý gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật. Sử dụng lục tự đại minh chú cùng với thần chú bát nhã tâm kinh, khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở, giúp cho vận trình sự nghiệp được hanh thông may mắn. Quý gia chủ khai sáng trí tuệ, minh mẫn khi đưa ra quyết định trong công việc của mình, từ đó khai mở cung tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tình cảm đánh giá 5 sao. Người tuổi Tý 50 tuổi có vận tình cảm tương đối ổn định trong năm nay. Trong năm Nhâm Dần, tình cảm của người tuổi Tý không bị hung tinh làm ảnh hưởng, cho nên vận trình khá suôn sẻ, lạc quan. Mặt khác, người tuổi Tý và nửa kia đã ở bên nhau nhiều năm, giữa các bạn đã nảy sinh tình cảm chín muồi từ lâu, càng thêm thấu hiểu, vợ chồng cùng chung tấm lòng, đạo nghĩa. Bên cạnh sự phát triển ổn định trong mối quan hệ với bạn đời, người tuổi Tý còn có mối quan hệ cha mẹ con cái khá hòa thuận, con cái hiếu thảo, gia đình hạnh phúc hòa thuận, diễn biến tình cảm trong gia đình cũng rất êm ấm. Sức khỏe 3 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 năm mạng mà sức khỏe có phần đáng lo ngại hơn những mặt khác. Phần lớn, nguyên nhân là do những trận đòn nặng hơn của sao điếu khách. Trong sau này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tuổi Tý mà còn khiến cho cơ thể của người này suy yếu dần. Đồng thời, hung tinh này còn có thể gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của bạn, có điểm đổ máu. Vì vậy, Nhâm Tý năm nay càng phải cảnh giác cao độ, đừng để các sao hung tinh xúi quẩy bạn làm hại bạn. Người lớn tuổi sức khỏe giảm sút hơn hẳn so với năm ngoái, nên chú ý tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều hơn, đồng thời duy trì việc khám bệnh định kỳ để kịp thời phát hiện mầm bệnh sớm nhất. Hung cát, hung tinh, điếu khách, thiên cẩu sẽ là hung tinh làm hại nam Nhâm Tý trong năm 2022. Sao điếu khách là sao chủ về bệnh tật, đau yếu, tai nạn, hao tài, tang khó. Sao thiên cẩu thì chủ kỵ xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Cát tinh, nam Nhâm Tý có bát tọa cát tinh hộ mệnh. Sự nổi bật của chòm sao này chính là sự ung dung và thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời. Các bậc thầy phong thủy tâm linh cũng khuyên người tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Vòng được chế tác từ 3 viên đá mã não, khắc hình bộ tam hợp quý nhân cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Khi mang vòng bên mình, sẽ được quý nhân, quý thần tương trợ, giúp đỡ hòa hợp với quý thần, từ đó hóa giải mọi xung khắc thị phi, tiểu nhân trong cuộc sống, đồng thời tăng cường hòa hợp trong gia đình, hòa hợp vợ chồng, hòa hợp trong công việc, từ đó giúp cho công việc hanh thông, sức khỏe dồi dào, tài lộc ùn ùn kéo đến với người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022, nam mạng, từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, thời gian từ 4 tháng 2 năm 2022 đến 5 tháng 3 năm 2022, đánh giá 5 sao. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong tháng 1 khá tốt. Trong năm, khoảng thời gian Tết Nguyên đán, người tuổi Tý được nguồn năng lượng tích cực bao bọc, cho nên vận trình tài lộc hanh thông, ổn định về mọi mặt. Nhưng suy cho cùng thì tháng này, bạn vẫn khá bận rộn, bạn cảm thấy hơi mệt mỏi vì lắm việc phải lo. Vì vậy, người tuổi Tý cũng nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý trong giai đoạn này, đừng để cho bản thân quá vất vả. Tháng 2, thời gian từ 5 tháng 3 năm 2022 đến 5 tháng 4 năm 2022, đánh giá 3 sao. Tài vận của nam tuổi Tý có phần sa sút trong tháng này. Dưới sự tấn công của sao hung tinh thiên cẩu, tài lộc tương đối sa sút, đặc biệt các khoản chi tiêu hàng ngày đều tăng lên phần lớn dành cho con cái. Bạn khá bất lực trong việc quản lý tài chính. Nhiều quý ông tuổi này lâm vào cảnh đau đầu chỉ vì trả nợ cho con cháu. Tháng 3, thời gian từ 5 tháng 4 năm 2022 đến 5 tháng 5 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận trình trong tháng này có chút gập ghềnh, bị ảnh hưởng bởi hung tinh, bạn dễ bị bực bội và nổi cáu. Không chỉ vậy, một số người còn dễ bị khoảng cách thế hệ và sự ghẻ lạnh giữa vợ chồng và con cái trong tháng này, dẫn đến hai bên thường xuyên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn gia đình. Vì vậy, quý bạn nên tiết chế tính nóng nảy của mình khi đối xử với con cái, đừng quá khắt khe, kẻo sinh ra bất mãn. Tháng 4, thời gian từ 5 tháng 5 năm 2022 đến 6 tháng 6 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong tháng này không được lý tưởng, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, điếu khách và tiết thanh minh. Người tuổi Tý dễ bị ảnh hưởng bởi những nguồn năng lượng tiêu cực trong tháng này.
một số người dễ bị trầm cảm, trường hợp nặng có thể phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Vì vậy, người tuổi Tý nên điều chỉnh tâm lý trong tháng này. Nếu cảm thấy có chuyện chẳng lành thì nên tâm sự với những người xung quanh, đừng tạo áp lực, gánh nặng cho bản thân. Tháng 5, thời gian từ 6 tháng 6 năm 2022 đến 7 tháng 7 năm 2022, đánh giá 4 sao. Người tuổi Tý 50 tuổi có vận trình sự nghiệp khá tốt trong tháng này. Trong tháng này, được sự trợ giúp của sao may mắn Bát Tinh cho nên vận trình công việc của bạn khá khả quan. Đặc biệt, một số người sẽ có cơ hội vượt qua giai đoạn bế tắc trong sự nghiệp với sự trợ giúp của Bát Tinh tọa, cho nên tháng này sẽ phát triển hơn. Tháng 6, thời gian 7 tháng 7 năm 2022 đến 7 tháng 8 năm 2022, đánh giá 5 sao. Trong tháng 6, vận may của các mối quan hệ cá nhân của bạn được cải thiện với sự phù hộ của các vì sao tốt. Nam mệnh có cơ hội gặp gỡ những đối tác có cùng sở thích trong tháng này. Bạn có thể thường xuyên gặp nhau trong công viên, tập thể dục, đánh cờ hoặc nói chuyện, cuộc sống thật nhàn nhã và thoải mái. Tháng 7, thời gian từ 7 tháng 8 năm 2022 đến 7 tháng 9 năm 2022, đánh giá 3 sao. Trong tháng 7 âm lịch, chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, người tuổi Tý dễ bị mệt mỏi, ể oải trong tháng này, làm gì cũng thiếu tập trung, dễ mà hỏng việc. Nam tuổi Tý nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy thư giãn một cách hợp lý và đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tháng 8, thời gian từ 7 tháng 9 năm 2022 đến 8 tháng 10 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng này cũng không mấy lạc quan. Dưới ảnh hưởng của sao Hung Tinh, một số người tuổi này có sức khỏe không tốt, dễ bị ốm đau, cơ thể sinh ra khó chịu bực bội. Vì vậy, người tuổi Tý nên chăm sóc cơ thể thật tốt trong tháng này, đồng thời không nên làm việc quá sức. Tháng 9, thời gian từ 8 tháng 10 năm 2022 đến 7 tháng 11 năm 2022, đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của những người tuổi Tý khá suôn sẻ trong tháng này. Mối quan hệ với nửa kia rất ổn định, người tuổi Tý tháng này khá hạnh phúc. Trong tháng này nam mệnh có tận dụng kỳ nghỉ để đi chơi với bạn đời của mình thì sẽ rất tốt. Tháng 10, thời gian từ 7 tháng 11 năm 2022 đến 7 tháng 12 năm 2022, đánh giá 3 sao. Tháng 10 âm lịch, dưới sự tấn công của sao Hung Tinh, nam Nhâm Tý có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, đặc biệt những vụ tai nạn liên quan đến thương tích và tử vong luôn thường xuyên xảy ra, đe dọa đến an toàn tính mạng của bạn. Cho nên, bạn hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân trong tháng này, cố gắng tránh những nơi nguy hiểm càng nhiều càng tốt. Đồng thời, bạn cũng nên tránh ra ngoài quá nhiều trong tháng này, lái xe phải cảnh giác và tuân thủ luật lệ giao thông. Tháng 11, thời gian từ 7 tháng 12 năm 2022 đến 5 tháng 1 năm 2023, đánh giá 5 sao. Tuổi Nhâm Tý trong tháng này vận thế rất bình thường, về cơ bản sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Tuy nhiên, người tuổi Tý vẫn cần chú ý đến tài lộc nhiều hơn do bản thân phải lo việc gia đình nội ngoại, cho nên số tiền bạn phải chi ra rất nhiều, đừng quá xa hoa lãng phí, nếu không sẽ bị phá tài. Tháng 12, thời gian từ 5 tháng 1 năm 2023 đến 4 tháng 2 năm 2023, đánh giá 4 sao. Vận trình của người tuổi Tý trong tháng này có thể hơi bận rộn, đặc biệt là chuyện gia đình. Càng đến gần Tết, người tuổi Tý càng phải lo lắng nhiều hơn. Đa số nam mệnh có thể hơi mệt mỏi và kiệt sức trong tháng này vì lo đủ thứ chuyện không tên cho Tết Nguyên đán đang tới. Tuổi Tý nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng áp lực quá lớn cho bản thân, nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Kết luận, trên đây là tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 nam mạng. Kính chúc quý bạn một năm mới bình an, suôn sẻ. Hy vọng quý độc giả nói chung và người tuổi Tý nói riêng có thể hình dung được về tình hình của mình trong năm tới và từ đó có được những quyết định chính xác cho mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người thì sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống có thể nói rằng là đầy thử thách và chông gai này. Qua phần luận giải ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn ngay bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.